Hi, xin chào anh em. Chào mừng anh em đến hoặc là quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Anh có thấy bên cạnh mình vỏ cây này có đẹp và lấp lánh không? Thì đây là bộ cây sử dụng toàn bộ các linh kiện đến từ Gigabyte Outdoor, đến từ vỏ cây này, RAM này, SSD này, card đồ họa này, bo máy chủ này, còn CPU thì sẽ đến từ Intel. Sau đây, mình và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về bộ máy này. Đầu tiên thì mình sẽ nói về vỏ cây trước đi. Thì ngoài điểm nhấn là có hai logo Gigabyte Outdoor có thể phát sáng và sinh qua bên, thì chiếc vỏ cây này còn được trang bị thêm một cổng USB Type-C nữa, rất thuận tiện trong các việc kết nối về thời điểm hiện tại. Tiếp theo là RAM. RAM cũng sẽ được đến từ Gigabyte với tên Outdoor RGB Memory. Đây là một bộ kit 2 thanh 8GB với tổng dung lượng là 16GB. Thì về cơ bản mà nói thì bộ kit RAM này được sản xuất giới hạn thôi, và đa số được dùng cho các bộ máy bui full các linh kiện của Gigabyte. Và nếu anh em thích thì sao? Đến với anh em mà mua đi chứ không hết đấy. Anh em thấy không? Nó rất đẹp. Sau RAM rồi sẽ đến SSD. Thì SSD ở đây cũng đến từ Gigabyte luôn. Đây là một SSD NVMe. Ở giữa chính là logo của Outdoor. Thì có thể phát sáng và sinh ra bên luôn. Thì chiếc SSD này sẽ được trang bị sẵn heat sink tản nhiệt. Heat sink tản nhiệt để làm gì? Đương nhiên rồi, để tản nhiệt cho SSD, giúp SSD làm việc trong thời gian dài mà anh em không lo về vấn đề nhiệt độ có thể gây hỏng được SSD. Linh hồn đầu tiên chia chiếc card đồ họa RTX 2060 Super, và đây là phiên bản 2060 Super cao cấp nhất trong phân khúc. Thì mang trong mình hơi hướng thiết kế của dòng Outdoor Extreme từ trước, nhưng mà trong phiên bản năm nay thì Gigabyte đã cải tiến rất nhiều, đặc biệt là hệ thống đèn LED. Và mình xin khẳng định với anh em luôn, đây là hệ thống đèn LED đẹp nhất ở trên chiếc card đồ họa rồi. Thì tại sao lại đẹp? Thì ở đây chỉ có mỗi logo Outdoor và logo Fanstop thôi mà. Đẹp ở đâu? Thì đương nhiên rồi, có đẹp thì mình mới nói được. Thì tại thời điểm mình làm video này, mình vẫn chưa có Razer lối dài để có thể dựng được chiếc card đồ họa lên. Thì mình sẽ cho anh em nhìn thấy một số cảnh đấy đang hiện trên màn hình ở đây, để anh em thấy được là nó đẹp đến mức nào, hay mình có nói quá hay không. Và vừa rồi thì mình cũng đã giới thiệu được rất nhiều các linh kiện đến từ Gigabyte rồi. Thì anh em biết không, toàn bộ các linh kiện ở đây thì đều có thể được đồng bộ đèn LED RGB thông qua hệ thống RGB Fusion. Và để đồng bộ được thì chúng ta sẽ cần một chiếc bo máy chủ đến từ Gigabyte. Và bo máy chủ được mình lựa chọn ở đây là Z390 Outdoor Elite. Và mình sẽ nói sâu hơn về chiếc bo máy chủ này. Thì bo máy chủ được sử dụng chipset Z390 mới nhất đến từ Intel, hỗ trợ các CPU đời 8 và 9. Và anh em có thể nâng cấp tối đa lên chip Core i9-9900K. Cùng với đó là khả năng nâng cấp cũng tương đối ấn tượng với 4 khe RAM, 2 khe M2, trong đó một khe được trang bị sẵn heat sink tản nhiệt. Các khe RAM cùng với khe X16 đều được bọc thép để gia cố thêm khả năng chịu lực. Có thể nhiều anh em sẽ đặt ra thắc mắc là tại sao mình lại sử dụng vỏ cây đẹp như này, chiếc VGA đẹp như này, RAM đẹp, SSD đẹp, main cũng đẹp, thì tại sao lại là chiếc tản CPU đến stock đến từ Intel? Thì tại thời điểm làm video thì chiếc tản ATC800 đến từ Gigabyte thì tạm thời hết hàng, nên mình sẽ sử dụng luôn tản stock đến từ Intel. Và chắc anh em cũng thắc mắc luôn là đằng sau chiếc tản thấp bé nhẹ cân này thì sẽ là CPU nào. Thì mình bật mí luôn, CPU được mình lựa chọn ở đây là chip Core i5-9400F. Tại sao lại là 9400F? Thì theo mình thấy đây là chiếc CPU tốt nhất dựa trên hiệu năng và giá thành của sản phẩm. Và tốt như nào? Thì với mức giá tương đối thấp bỏ ra, anh em sẽ nhận được những gì? 6x6 luồng, xung nhịp cơ bản 2.9GHz và turbo tối đa đạt đến 4.1GHz. Thì với 6x CPU thì anh em sẽ làm được gì? Chơi game này, streaming này, quá đơn giản rồi. Thêm có tác vụ nặng hơn thì sao? Như dựng hình ảnh này, render video này, chỉnh sửa video này, thì chiếc CPU này thể hiện ra sao? Hoàn toàn tốt luôn. Vì cái thứ nhất, xung nhịp turbo boost của nó rất là cao, đến tận 4.1GHz và nhân cũng rất là nhiều, lên tận 6x cơ mà. Thì các tác vụ của đó, chiếc CPU này xử lý hoàn toàn mượt mà. Đã có hai điều lưu ý dành cho anh em. Điều nhất, đây là chiếc CPU dòng F 9400F. Thì dòng F ở đây là gì? Dành cho anh em nào chưa biết thì dòng F là dòng được cắt đi chiếc card đồ họa Intel HD Graphics. Thì về cơ bản theo mình thấy việc cắt đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. Thì mình chỉ nhắc cho anh em nhớ, thì không anh em nào không để ý lại cắm cổng xuất hình vào chiếc CPU mà lại bảo là tại sao không lên hình, đổ lỗi cho Intel đi. Sai rồi. Và điều thứ hai, thực sự là trong năm 2019 rồi mà Intel vẫn trang bị cho chiếc CPU này một chiếc tản nhiệt nó hơi bé bé một chút. Thì tất nhiên rồi, nó vẫn chạy được thôi. Tuy nhiên thì nhiệt độ cũng tương đối cao ấy. Thì về cơ bản thì chiếc CPU này có thể lên đến 72 độ C. Đây là trong điều kiện phòng điều hòa và được mở toàn bộ như này. Còn đóng vào thì anh em biết rồi đấy, 80 độ đơn giản mà. Nhưng không sao, chiếc bộ máy này mình ở đây thì cũng đã được lắp sẵn một cái tản nhiệt khác rồi. Tản nhiệt là ATC800 đấy, anh em thấy trên hình. Nó rất đẹp và hiệu quả cũng rất tốt. Mình chỉ tiếc là Intel không thay một chiếc tản khác thôi. Mình mong mà trong các năm tiếp theo Intel sẽ thay một chiếc tản nhiệt đẹp hơn và tốt hơn ở đây.
có lẽ nhiều anh em cũng đã sốt ruột để đợi đến phần test hiệu năng của bộ máy này rồi. Thì trước khi đi vào phần test hiệu năng thì mình sẽ lưu ý cho anh em một số, đó là toàn bộ các tựa game mình test sẽ đều được test trên độ phân giải Full HD và Max Setting. Cùng tận hưởng video nào. Trước khi đi vào phần kết luận thì mình có đôi điều muốn gửi đến cho anh em. Đó chính là khi anh em mua dòng card đồ RTX series đến từ Gigabyte sẽ đều được tặng một code game Call of Duty Modern Warfare mới nhất sẽ được ra mắt trong tháng 10 sắp tới ở đây. Và điều thứ hai, mình xin đảm bảo với anh em luôn, đây là một combo mơ ước tại thời điểm hiện tại. Khi sử dụng một chiếc CPU Intel và chiếc card RTX series, anh em thấy sao về bộ máy này? Đừng quên để lại ý kiến là một comment video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau.